Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 7, Thánh Camilo Lelis. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa đến muôn nơi và khắp mọi nơi. Con tri ân lòng thương xót Chúa từ bây giờ và đến muôn đời. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 7, Thánh Camilo Lelis. Thánh Camilo Lelis sinh tại thành Napoli, nước Ý vào năm 1550. Cuộc sống thơ ấu của Camilo không mấy tốt đẹp. Tuổi thanh niên, Camilo gia nhập quân đội và mắc phải thói cờ bạc. Nét xấu này làm cho Camilo lúc 24 tuổi phải nghèo sơ nghèo xác. Vì muốn thay đổi cuộc đời, Camilo đã xin vào tu trong dòng Cappuccino ở thành Napoli. Thế nhưng, Camilo không thể tuyên khấn ở trong dòng được. Bởi cái chân của ngài bị trọng thương trong trận chiến hồi ngài là quân nhân, mà cho tới nay vẫn không thể chữa trị được. Và thay vào đó, Camilo bắt đầu đi chăm sóc các người đau ốm trong thành phố Roma, rồi ngài đã trở thành giám đốc bệnh viện Thánh Giacobbe. Vị hướng dẫn tinh thần của Camilo, Thánh Filippo Neri, là một linh mục rất thánh thiện ở Roma. Cha Filippo đã giúp Camilo học làm linh mục. Sau đó Camilo được thụ phong. Cha Camilo quyết định thành lập một nhóm đạo đức tình nguyện chăm sóc những người đau ốm. Cùng với hai người phụ tá, Camilo đã thiết lập một hội dòng chuyên lo cho những người đau bệnh, gọi là dòng Camilo. Các tu sĩ Camilo phục vụ trong các bệnh xá ở Roma và Napoli, cũng như giúp các nạn nhân mắc bệnh dịch tả trên các boong tàu ở hải cảng Roma. Camilo cùng các anh em linh mục và tu sĩ dòng ngài cũng đến với những người nghèo, người bệnh không ai chăm sóc. Các ngài đã liều mạng sống mình để đem an vui và hy vọng đến cho những bệnh nhân mắc bệnh lây nhiễm. Với thời gian, hội dòng phát triển và có thêm nhiều thành viên mới. Thánh Camilo Lelis cũng gửi người tới giúp các binh lính bị thương tại Hungary và Croatia. Đây là đơn vị y khoa đầu tiên có mặt trên chiến trường. Thánh Camilo Lelis qua đời tại Roma ngày 14 tháng 7 năm 1614 sau một cơn bệnh lâu dài. Ngài được phong thánh năm 1746. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 đã đặt Thánh Camilo Lelis làm thánh bổn mạng của các bệnh nhân. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 thì tôn ngài làm thánh quan thầy của giới y tá. Thánh Camilo Lelis đã ước muốn phục vụ Thiên Chúa, nhưng ý tưởng ban đầu của thánh nhân lại không được thực hiện. Thay vì buông xuôi mọi sự, thánh nhân đã cố gắng xoay sở để tìm một giải pháp khác, đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh ý Thiên Chúa. Thánh Camilo Lelis đã thực hiện được giấc mơ là trở thành linh mục. Chúng ta không biết được chính xác Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì, nhưng nếu cứ mở lòng đón nhận Ngài và phục vụ Ngài trong những anh chị em của mình, thì lúc ấy Thiên Chúa sẽ thực hiện kế hoạch đặc biệt của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Thưa anh chị em, đó là câu chuyện của Thánh Camilo Lelis. Ngày hôm nay chúng ta hay nghe các tu sĩ Camilo phục vụ ở các bệnh viện rất nhiệt tình, vì người sáng lập là Thánh Camilo đã có lòng khao khát mong ước phục vụ. Nhưng chúng ta đã nghe, thánh nhân nào cũng có một cái quá khứ và tội nhân nào cũng có một cái tương lai. Quá khứ của các vị thánh có khi không tốt đẹp gì đâu, như là Camilo. Lúc nhỏ gia nhập quân đội, lúc tuổi trẻ gia nhập quân đội,
và mắc phải thói cờ bạc, làm cho cậu Camilo này lúc 24 tuổi phải nghèo sơ nghèo sắc. Và muốn thay đổi cuộc đời, Camilo đã xin vào tu trong dòng Cappuccino, nhưng không thể tuyên khấn vì đã bị trọng thương lúc thời chiến tranh. Thay vào đó, thay vì chán nản vì cái chân bị thương, chán nản vì muốn thay đổi cuộc đời, muốn đi tu mà không được nhận, người ta bất đắc chí dễ lao vào rượu chè cho quên đời, hoặc là thất vọng chán nản, đi vào trầm cảm, hoặc là đi quậy phá. Ngược lại, Camilo lại đi chăm sóc những người đau ốm trong thành Roma, và rồi trở thành giám đốc bệnh viện. Và từ đó, công việc chăm sóc bệnh nhân đó, Chúa lại chọn người giám đốc bệnh viện ấy làm linh mục. Và người linh mục ấy lại đi thiết lập một dòng tu Camilo chuyên chăm sóc các bệnh nhân. Đường lối của Chúa lạ lùng vô cùng. Đường lối của Chúa khác với suy nghĩ của con người. Ta cứ nghĩ các vị thánh là những người phải sinh ra, lớn lên trong một gia đình đạo đức thánh thiện, có một tuổi thơ thật trong sáng, có một tuổi trẻ thật hào hùng. Nhưng câu chuyện của Camilo và nhiều vị thánh khác cho chúng ta thấy tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, tất cả là do lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người mỗi cách khác nhau. Không phải ta có công lênh gì trước mặt Chúa, không phải ta xứng đáng gì để được Chúa gọi, để được Chúa chọn, để được Chúa sai đi, nhưng tất cả là ơn nhưng không nơi lòng thương xót của Chúa. Vì thế, nếu quá khứ của chúng ta có những vết chạm, có những vết đen, quá khứ của chúng ta có những bóng tối, có những sương mù dày đặc, đừng bận tâm về cái quá khứ đó. Chúa nói với Thánh Faustina, quá khứ là những gì đã qua, con không thể sửa đổi được. Ngay các vị thánh cũng không thể thay đổi quá khứ của mình được. Vì vậy, hãy phó thác, hãy trao gửi cái quá khứ đó cho lòng thương xót của Chúa. Tương lai thì còn mờ mịt, cũng không ai biết trước được tương lai, thì hãy để cho Chúa lo cho tương lai. Hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại như ân huệ Chúa ban. Và Camilo đã sống trọn vẹn giây phút hiện tại với cái chân bị thương, với một ý muốn đi tu mà không được chấp nhận, thì chàng thanh niên ấy đã biến thành người đi chăm lo cho các bệnh nhân. Mình là người bệnh, bây giờ đi chăm lo cho người bệnh, rồi sau này trở thành linh mục, lập một dòng tu chuyên chăm sóc các người bệnh. Ta thấy đường lối của Chúa đi một vòng, vẽ đường thẳng bằng những nét cong, kỳ diệu vô cùng. Và anh chị em nhìn vào cuộc đời của mỗi người, chúng ta thấy có những quá khứ, có những lỗi lầm, có những sơ sót, có những thiếu sót, thậm chí có những té ngã rất nặng nữa. Đừng có nhìn về quá khứ để mà đau buồn, chán nản, thất vọng, nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Nếu có nhìn về quá khứ để tạ ơn lòng Chúa thương xót, con như vậy đấy mà bây giờ Chúa thương con như thế này đây, con tệ như vậy đó mà Chúa chẳng chấp con gì cả, Chúa lại còn ban cho con hơn cả những gì con mơ ước đây. Thưa anh chị em, phải như vậy, phải sống tinh thần như vậy thì ta mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa và mới trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa được. Chuyện đạo trên đời hôm nay, sau khi đã kể cho các bạn và anh chị em nghe câu chuyện của một vị thánh một thời trai trẻ cờ bạc, bây giờ trở thành người chăm sóc các bệnh nhân trong Camilo, bây giờ mời các bạn gặp gỡ một nữ tu ngày hôm nay được Tổng thống Kenya vinh danh vì can đảm giúp trẻ em đường phố giữa đại dịch virus corona. Ngày 1 tháng 6 năm 2020,
nhân kỷ niệm lần thứ 57 ngày Kenya được độc lập sau nhiều thế kỷ bị thực dân đô hộ. Tổng thống Uhuru Kenyatta của nước này đã trao tặng huân chương phục vụ của Tổng thống, giải thưởng Uzalando, vinh danh 68 người đã thể hiện tinh thần lãnh đạo trong thời gian đại dịch COVID, công nhận sự phục vụ xuất sắc của họ trong việc lèo lái đất nước vượt qua cơn đại dịch. Trong số những người được vinh danh gồm các bác sĩ, y tá, nhà báo và những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có Sơ Winnie Mutuku, dòng nữ tử bác ái. Sơ Winnie Mutuku sinh tại Kenya. Được báo ACI phiên bản châu Phi đề cao vì sự vị tha khi nuôi nấng, phân phát thức ăn cho những cậu bé đường phố trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sơ rất bất ngờ khi nhận được thông báo về giải thưởng. Sơ chia sẻ, đây là một điều hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi không làm điều gì đặc biệt trên đường phố cho các cậu bé. Tất cả những gì tôi làm với tư cách là nữ tu dòng nữ tử bác ái không đáng để nhà nước công nhận. Tôi không biết ai đã nói tên của tôi cho chính phủ. Tôi thực sự rất muốn biết đó là ai để tôi hỏi họ những gì đặc biệt họ thấy về tôi và dự án của tôi. Dự án giúp khôi phục nhân phẩm cho trẻ em đường phố. Sơ Winnie đã thu hút sự chú ý toàn cầu thông qua dự án Upendo Street Children, một tổ chức từ thiện do sơ thành lập tại giáo phận Công giáo Kitale của Kenya để khôi phục nhân phẩm cho trẻ em vô gia cư, để cho các em có quyền học hành và cuối cùng đưa các em về đoàn tụ với gia đình. Trả lời phỏng vấn của hãng tin ACI châu Phi hồi tháng 4, Sơ Winnie đã chia sẻ những thách thức mà những cậu bé đường phố ở Kitale phải đối mặt trong giờ giới nghiêm từ hoàng hôn đến bình minh của Kenya, đặc trưng bởi sự tàn bạo của cảnh sát đối với những người bị phát hiện trên đường phố trong giờ giới nghiêm. Hoàn cảnh các trẻ em đường phố. 10 thiếu niên không có nơi nào để đi sau khi trung tâm đưa 23 em đoàn tụ với gia đình qua một chương trình hội nhập khẩn cấp buộc phải ngủ đêm trong khu rừng xanh chung quanh thị trấn vì các em không muốn ngủ trên đường phố nữa. Shiwini được nhìn thấy trong nhiều tấm hình dầm mưa ngoài trời, phân phát thức ăn cho các em đường phố ăn trước khi các em rút vào nơi trú ẩn của mình để tránh những nhân viên cảnh sát dữ dằn. Và những cư dân Kitale cũng không mấy thiện cảm với các em. Sơ Winnie giải thích với báo ACI, không ai muốn nhìn thấy các thiếu niên trên đường phố. Khi cảnh sát tuần tra nhìn thấy các em trên đường phố vào ban đêm, khi cảnh sát thi hành lệnh giới nghiêm, họ đánh đập các em rất nặng. Nhiều cậu bé đường phố mà tôi biết bây giờ đã rút vào rừng và các trung tâm đường sắt vào ban đêm và chỉ xuất hiện trên đường phố vào lúc bình minh mà thôi. Đại dịch không ngăn được lòng bác ái. Sự hỗn loạn do COVID-19 không ngăn được Sơ Winnie tiếp cận với những cậu bé vẫn sống trên đường phố, cũng như đến thăm nhà những em đã được đoàn tụ với gia đình. Khi nói chuyện với hãng tin ACI châu Phi trước lễ trao giải của Tổng thống, Sơ Winnie đã đưa 10 thiếu niên đến trung tâm Kitale, nơi sơ tụ họp các em lại cung cấp bữa ăn và cho các em thêm một phần ăn riêng để ăn ở nơi các em trú ẩn vào ban đêm. Thứ hai, thứ tư và thứ sáu là ngày mà các nhân viên của tổ chức từ thiện mang thức ăn cho các em đường phố đang đợi ở trung tâm Kitale. Thứ ba và thứ năm, các nhân viên đến thăm các gia đình và kiểm tra sự tiến bộ của các thiếu niên ở các gia đình của họ. Sơ Winnie chia sẻ, chúng tôi khuyến khích các cậu bé mang hộp đựng thức ăn đến nơi chúng tôi phục vụ thức ăn cho các em vào 3 ngày trong tuần.
Sau khi ăn cùng nhau, các em đựng phần còn lại trong hộp đựng thức ăn của các em. Ngày 2 tháng 6 năm 2020, một ngày sau khi nhận giải thưởng, Sir Winnie cho biết sẽ đã tìm được một nơi ở khu vực nhà thờ chính tòa Thánh Tâm, nơi có mái che cho các em thiếu niên khi ăn cơm. Sư cho biết Kitale là nơi thường có mưa và nhiều khi không dự kiến được. Đó là lý do mà hầu như các bữa ăn được phục vụ dưới trời mưa. Nhiều ngày sơ rất xúc động khi thấy các em đứng dưới mưa. Những hình ảnh đó cứ quấn lấy tâm trí sơ khi sơ rời bỏ các em trong những trận mưa như thế. Sơ đã trình bày với tổng đại diện của giáo phận Kitale và ngài đã cho sơ sử dụng khu vực thuộc nhà thờ chính tòa để phân phát thức ăn cho các em. Bây giờ sẽ rất vui vì có thể phục vụ các em mà không sợ mưa nắng. Mong ước thay đổi cuộc đời các em. Điều đã truyền cảm hứng cho Sir Winnie chăm sóc cho các cậu bé, ngoài đặc sủng của dòng nữ tử bác ái, khiến Sir tham gia các hoạt động bác ái, chính là mong muốn tác động đến cuộc sống của người trẻ. Sir chia sẻ, tôi thích làm những việc cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người không có ai lắng nghe họ trong xã hội. Nó chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn trên đường phố. Nhưng ở đây, tôi thấy những cậu bé dễ bị tổn thương, có nhiều khả năng trở thành những người đàn ông có trách nhiệm với chính ngôi nhà của họ. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, gương của các vị thánh, gương của những chứng nhân ngày hôm nay là các linh mục, các tu sĩ nam nữ, những người giáo dân dấn thân phục vụ trong cơn đại dịch virus corona, lo cho đủ mọi thành phần trong xã hội, từ các em cô nhi đến các em bụi đời, các em đường phố, rồi những người trẻ lầm lỡ, cho đến những con cảm tạ lòng thương xót cho tiếng sốt trời ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.